Camera cận cảnh đã từng đề cập đến câu chuyện có được rẽ phải khi đèn đỏ khi lưu thông qua các giao lộ, phản ánh tình trạng người tham gia giao thông có thể vì vô tình hoặc cố ý, vì thói quen cho nên đã vi phạm luật giao thông. Bên cạnh việc lắp đặt các biển báo, đèn tín hiệu cho phép các phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ, thì tại một số giao lộ có mật độ xe cộ đông đúc, các cơ quan chức năng đã tiến hành phân luồng, xây dựng tiểu đảo cứng, tạo thành một làn đường nhánh cho phép các phương tiện giao thông được rẽ phải ngay cả khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đèn đỏ. Nhưng tại một số nơi, lối rẽ vào đường nhánh như thế này bị bịt kín, các phương tiện giao thông không thể rẽ phải, dẫn đến việc ùn ứ không đáng có. Hiện nay tại một số giao lộ lớn, giao lộ có mật độ xe lưu thông cao, để giảm tải lượng xe ứ động khi chờ đèn tín hiệu, Sở Giao thông Vận tải cải tạo lại mặt đường, thiết kế các tiểu đảo tách làn xe rẽ phải cho đi vào làn đường riêng. Khi hình thành tiểu đảo, đèn tín hiệu giao thông vẫn ở chỗ cũ, tức là trên tiểu đảo và trước dòng xe rẽ phải. Điều này cho phép các phương tiện đi vào đường nhánh để rẽ phải mà không cần chờ đèn xanh. Thế nhưng đi vào đường nhánh để rẽ phải đôi lúc cũng không dễ dàng. Camera cận cảnh đã có mặt tại giao lộ Trường Chinh Tây Thạnh. Đây là giao lộ lớn với mật độ các phương tiện tham gia giao thông khá cao. Chính vì thế, các cơ quan chức năng đã cho xây lắp tiểu đảo tại đây nhằm giúp các phương tiện đi từ Tây Thạnh ra có thể dễ dàng kết nối với làn hỗn hợp trên đường Trường Chinh. Thế nhưng, đây là những hình ảnh mà ống kính của chương trình đã ghi nhận được. Lối rẽ vào đường nhánh bị bịt kín bởi các phương tiện dừng đèn đỏ. Một vài người điều khiển xe gắn máy cố tình chen ngang chỉ để tiến gần hơn với giao lộ, với mục đích muốn đi nhanh hơn chỉ vài giây. Một vài người khác thì cho xe rẽ vào đây, rồi dừng lại đợi đèn tín hiệu, bật đèn chuyển hướng để rẽ trái ngay trên làn đường dành riêng cho các phương tiện rẽ phải. Điều này khiến cho các phương tiện muốn rẽ phải xếp hàng dài trên đường gây ùn tắc giao thông, không phát huy được tính năng của tiểu đảo và đường nhánh cho phép rẽ phải. Và cũng chính vì việc ùn ứ giao thông khi đi qua giao lộ này đã khiến cho một số phương tiện có ý định rẽ phải từ trước chọn giải pháp leo lên lề để đi, tránh được những người đã dừng đèn đỏ trước đó và bịt kín lối rẽ phải của họ. Điều này khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này khá lộn xộn và vỉa hè thì bị xe máy cày nát. Và tại các giao lộ khác được lắp đặt tiểu đảo và phân luồng đường nhánh cho phép các phương tiện rẽ phải, camera cận cảnh cũng ghi nhận những tình huống tương tự. Tại nhiều giao lộ, việc các phương tiện đứng đợi đèn tín hiệu giao thông không nhường đường cho các phương tiện đang có ý định rẽ phải tại khu vực được phép là hình ảnh rất dễ bắt gặp. Việc người tham gia giao thông cố tình chen lên, che kín phần đường rẽ phải khiến giao thông ùn tắc và gây ra ức chế cho những người đang muốn rẽ phải hợp pháp. Những tiếng còi xe khó chịu, những cái câu mày là hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp. Chỉ vì thói quen đi tắt đón đầu của một vài người, các phương tiện đã bị ùn ứ. Tiểu đảo và đường nhánh không thể phát huy được tác dụng của nó khi mà đường nhánh rẽ phải thì trống trơn, trong khi các phương tiện thì bị dồn ứ cục bộ phía sau do không thể rẽ vào để rẽ phải. Chỉ vì muốn nhanh hơn, tiện hơn và kiểu lưu thông điền vào chỗ trống sai luật của một số người đã khiến cho tiểu đảo và đường nhánh không thể phát huy tác dụng của mình. Trái lại, ùn tắc giao thông còn kéo dài hơn. Nhường đường không chỉ là cách ứng xử đẹp trong cuộc sống hàng ngày, mà còn đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông trên đường phố.